Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sống khỏe trẻ đẹp của Phạm Gia Nutrition Channel. Trong chuyên mục ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tham khảo một số nội dung bổ ích ngay sau đây. 4 loại rau gây sỏi thận nên hạn chế sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, tiêu thụ rau xanh hàng ngày sẽ giúp tăng cường thị lực, kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa ung thư cũng như phòng chống các vấn đề về tim mạch. Tuy nhiên, khi tiêu thụ quá nhiều và thường xuyên một số loại rau có thể hình thành nên sỏi thận gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Chúng tôi đã tham khảo tài liệu và đưa ra 4 loại thực phẩm sau, chắc chắn là quý vị cũng bất ngờ. Đầu tiên, đó chính là mướp đắng. Mướp đắng là thực phẩm thường thấy trong bữa cơm của các gia đình Việt. Nó có tác dụng thanh nhiệt, giải độc nên được rất nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, quá thường xuyên mướp đắng thì bạn sẽ dễ bị sỏi thận hơn. Nguyên nhân là do trong 100g mướp đắng có chứa 459mg axit oxalic. Điều này chứng tỏ rằng đây là loại rau quả có hàm lượng axit oxalic tương đối cao. Loại axit này làm giảm tốc độ và mức độ hấp thụ các nguyên tố khoáng trong cơ thể, khiến cho các ion canxi tạo thành canxi oxalat và cuối cùng dẫn đến sỏi thận. Các nghiên cứu khoa học trên thế giới đã chỉ ra rằng khoảng 75% bệnh nhân sỏi thận sẽ hình thành sỏi canxi, trong đó phần lớn là canxi oxalat. Do đó, tốt nhất bạn nên hạn chế tiêu thụ mướp đắng, ăn với lượng vừa phải để phòng ngừa nguy cơ sỏi thận. Loại rau thứ hai đó chính là rau muống. Rau muống là một loại rau lá xanh rất quen thuộc với chúng ta. Nó có giá thành rẻ, mùi vị thì thơm ngon, có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau, lại giàu vitamin, kali, calo và các chất dinh dưỡng khác. Tuy nhiên, tuyệt đối không nên ăn rau muống hàng ngày. Cứ 100g rau muống thì có chứa khoảng 691mg axit oxalic, loại axit chính gây nên sỏi thận. Và để làm giảm bớt lượng axit oxalic trong rau muống, bạn có thể trần rau qua nước trước khi chế biến. Ngoài ra thì phần lớn rau muống được trồng ở những nơi có nhiều nước như ao hồ nên dễ bị nhiễm các ký sinh trùng trong nước bẩn. Do đó, nó có thể gây ra các vấn đề đường ruột và nội tạng như làm đầy bụng khó tiêu, sán lá gan, sỏi đường mật hay sỏi thận. Thứ ba là rau dền. Rau dền là thực phẩm được nhiều người thích ăn, có thể dùng để xào hoặc nấu canh, dù rất giàu chất dinh dưỡng như sắt, canxi, carotin và vitamin C. Nhưng rau dền cũng không thể tiêu thụ thường xuyên, bởi vì trong 100g rau dền có chứa 1.142mg axit oxalic, cao gần gấp 3 lần so với mướp đắng. Và do đó, nếu không muốn bị sỏi thận, bạn nên hạn chế ăn rau dền. Rau dền cũng là nguồn cung cấp protein dồi dào, nhưng chất này lại có thể gây hại cho sức khỏe của thận nếu như cơ thể được nhận một lượng lớn hơn nhu cầu. Chất protein khi đi vào cơ thể sẽ được chuyển hóa thành axit uric, có thể làm tăng mức độ kết tủa của canxi trong thận và từ đó tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Và cuối cùng là rau bina. Trong những năm gần đây thì rau bina hay còn gọi là rau chân vịt thì thường được sử dụng bởi vì nó không chỉ có hương vị độc lạ, hấp dẫn mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đáng chú ý là rau bina là một trong những loại thực phẩm giàu axit oxalic nhất trong thế giới rau củ. Cứ 100g rau bina thì có chứa tới 1.333g axit oxalic. Con số này gấp 2 lần so với lượng axit oxalic có trong cùng khối lượng với rau muống. Vì vậy, bạn không nên ăn nhiều rau bina. Và trước khi ăn tốt nhất thì chúng ta nên trần sơ qua trước khi chế biến và tiêu thụ. Lưu ý, ngoài ra còn có một số loại rau khác khiến cho cơ thể hình thành sỏi thận nếu ăn quá nhiều. Các loại đậu, củ cải đường, dưa chuột, khoai lang, đậu cô ve, rau diếp cá, đậu bắp, cà chua, khoai tây, bơ, chuối, cam và hoa quả sấy khô. Chúng ta cần lưu ý sỏi thận là căn bệnh thầm lặng phổ biến tại nước ta nhưng lại rất nguy hiểm bởi nó có thể tác động đến chức năng của các cơ quan khác trong cơ thể. Đặc biệt đối với bệnh lý này thì dinh dưỡng luôn là yếu tố hàng đầu hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả và ngăn ngừa tái phát. Trên đây là 4 loại rau mà chúng ta cần lưu ý khi sử dụng, đưa vào thực đơn hàng ngày để giúp cho các thành viên có được một chế độ ăn dinh dưỡng khoa học, hợp lý và an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, với những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục hôm nay của chúng ta. Mọi ý kiến đóng góp cũng như những thắc mắc liên quan đến các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe chủ động cho mỗi người trong gia đình của chúng ta, thì quý vị và các bạn có thể vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline của chương trình 0858 888 999 hoặc 0859 999 888. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.